mình cho nhau thêm cơ hội đi em chỉ cần em quay lại với anh thì em sẽ có tất cả muốn gì em chỉ cần nói thôi dù có là sao trên trời anh cũng hái về cho em được đó là những lời mà người yêu cũ mới nói cho mình tối hôm qua nghe mà mắc cười quá mọi người ạ à. chuyện là mình và long yêu nhau được gần một năm trong lúc yêu mình thì nhiều lần long đối xử vô tâm hay nhắn tin trêu đùa các cô gái mình có chất vấn mấy lần thì long nói là mình làm quá anh chỉ giao lưu bạn bè thôi cũng vì yêu cho nên mình cũng chấp nhận hết vì nghĩ là tình yêu của mình có thể thay đổi được anh nhưng một thời gian sau mình phát hiện long cắm cho mình một cặp sừng dài cả mét với cô đồng nghiệp cùng công ty lúc đầu long còn chối nói mình kiếm chuyện nhưng sau khi thu thập đủ bằng chứng các thứ long cũng thừa nhận hết đường chối cãi long lại đổ lỗi do yêu mình bị gò bó mình kiểm soát anh nhiều nên anh thấy ngột ngạt mới đi tìm thú vui mới thật nực cười đúng là người gây ra lỗi thì thường tìm lý do để có thể bao biện cho lỗi lầm của mình. Mình cũng không thèm đôi co nhiều, tác cho Long vài cái rồi dứt áo ra đi. Sau khi chia tay, sau một thời gian đau khổ vì bị phản bội, mình cũng đang mở lòng với một anh khác đã cross mình từ lâu. Anh ân cần dịu dàng với mình, luôn làm cho mình cảm giác được yêu thương, chiều chuộng và mình đang rất hạnh phúc với tình yêu mới này. Tưởng chừng sau khi chia tay mình không còn phải vướng vào Long thêm lần nào nữa, thì cách đây tầm một tuần, Long gọi điện cho mình vào lúc nửa đêm Nếu biết là số điện thoại của Long Thì mình không thèm nghe máy đâu Chẳng qua là sau khi chia tay Mình xóa sạch thông tin liên lạc Trong đó có số điện thoại Nên khi Long gọi đến Thấy số lạ lại gọi vào đêm muộn Nên mình mới nghe máy Vừa nhấc máy Long lại nói với giọng suy tư Ngân à dạo này em có khỏe không Ui cha tưởng ai Lại may quá Mình vừa mới xem trên người yêu cũ hỏi thăm trên top top Mình thẳng thắn trả lời Người yêu em mệt nên em hơi mệt Long như bị xịt keo không nói được câu gì xưa quen nhau mình ngoan như cuốn xưa quen nhau mình ngoan như cuốn có bao giờ mình mạnh miệng như vậy đâu nên long đơ cũng đúng rồi suy nghĩ một lúc sau long lại nói em bỏ người yêu mới rồi quay lại với anh có được không anh vẫn còn yêu em nhiều lắm mình cho nhau thêm một cơ hội đi em chỉ cần em quay lại với anh thì em sẽ có tất cả muốn gì em chỉ cần nói thôi dù có là sao trên trời anh cũng hái về cho em được mình cười khinh ra mặt không chần chừ mình đáp lại luôn long ơi Giờ em có tất cả rồi thì em cần gì từ anh nữa Từ ngày rời xa anh Cuộc sống của em mới thực sự là màu hồng Anh đừng có nhún bẩn nó nữa Em với người yêu mới đang rất là hạnh phúc Thật lòng cảm ơn anh đã cắm sừng em Để em có được ngày hôm nay nhé Không để Long nói thêm câu nào Mình tắt máy rồi chặn số điện thoại luôn Đúng là phiền phức Đến trưa hôm nay đứa bạn mình gửi cho cái link bóc phốt Long trên một group lớn Thì ra là Long chuyên đi gạ tình mấy em gái mới lớn Sốc hơn nữa là Long đang mắc bệnh xã hội Và vẫn không ngừng gạ gẫm các em giờ thông tin của Long đang hết rần rần trên mạng xã hội đọc bình luận mới thấy có rất là nhiều người là nạn nhân của Long mọi người dùng những lời lẽ lăng mạ Long không thương tiếc thật đáng đời Long bây giờ đang phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra không biết người yêu cũ có vượt qua được cú sốc này không có chơi thì phải nghĩ đến hậu quả chứ cũng may là mình thoát khỏi mối quan hệ này sớm chứ không á, hệ lụy sau này gánh không có nổi từ giờ trở đi có quen ai á, cũng né mấy đứa tên Long ra nha mọi người có một đứa trong lớp, giáo viên nào cũng quý, nhưng học sinh nào cũng ghét, nó là con Thảo, con cô Vân, hiệu phó của trường. Hồi mới vào cấp 3, thành tích học tập của nó không có gì nổi bật, nếu như không muốn nói là quá mờ nhạt trong lớp, nhưng sang kỳ 2, cô Vân chuyển về công tác ở trường, điểm số của con Thảo đã tăng nhanh như diều gặp gió, một phát leo lên top 2 của lớp, chỉ sau bạn lớp trưởng. Nó luôn được bỏ qua trong vấn đề thực hiện nề nếp dù nó có đi học mụ mấy nhưng chỉ cần dơ chứng chỉ khuôn mặt con mẹ vân là thầy giám thị lại tha cho nó nó mắc cấp dày ba bốn lớp hay thỉnh thoảng quên thẻ học sinh cũng không có ai nhắc nhở trong giờ kiểm tra cứ đi qua chỗ nó là mắt giám thị đột nhiên bị suy giảm thị lực nên nó ngang nhiên gian lận và tự hào với điểm số mình đạt được cứ như thể nó đã ôn bài chăm chỉ cả tuần còn có tin đồn nó được một số giáo viên cho xem trước đề thi nữa nếu nó đã học không giỏi mà tính tình tốt một chút thì ít ra bạn bè còn quý. Đằng này, cái nết của nó tỷ lệ nghịch với các thứ hạng nó đang có. Mỗi khi lớp có buổi lao động, nó hăng hái cầm vẽ lau, cầm chổi nhưng là để check in kèm cái dòng cáp. Đi lao động mệt quá, đăng story. Xong xuôi, nó đứng buôn chuyện, ăn vặt hết cả buổi. Nó cũng có làm, nhưng chỉ làm cho có. Cái gì cũng hời hợt, qua loa. Chỉ khi có giáo viên tới kiểm tra nó mới cắm cúi lau chùi không có hề giả trân. Ba đứa may mắn cùng ngồi bàn với nó cũng được hưởng lợi ké vì có cơ hội để rèn luyện sức khỏe. Mỗi khi bạn nó trực nhật, toàn thấy mỗi ba đứa kia là đi sớm quét lớp, còn nó ung dung đi muộn nên chỉ còn mỗi cái nhiệm vụ đổ rác. Vào giờ truy bài rồi, nó mới lết thết đi đổ rác. Cho dù thế thì ban cán sự cũng chẳng dám ghi tội nó vào sổ. Không chỉ dừng lại ở đó, con Thảo có vẻ không cùng tuổi với bọn tôi vì nó cầm tin con giáp thứ 13 mấy đứa con trai có nhàn sắc trong lớp, toàn bị nó sáng lại rủ quay tóp tóp cùng. Con Thảo lúc nào cũng ngồi sát vào trai, mấy đứa có người yêu rồi, nó cũng không có tha. Đỉnh điểm, có vụ con Thảo bắt nạt con Trang vì hai đứa cũng thích thằng Huy. Nhưng rõ ràng, Trang và Huy đang thích nhau trước, tự nhiên con Thảo ngang nhiên xen vào. Chắc tại Huy đẹp trai, có gu ăn mặc, nhà lại giàu. Hôm 20 tháng 10, Huy tặng hoa tỏ tình Trang, tất nhiên là Trang đồng ý. Cả lớp, ai cũng ngưỡng mộ, chúc phúc vì hai đứa nó trông rất là đẹp đôi thuyền otp của lớp đã cập bến chỉ có một người đứng nhìn từ xa với ánh mắt hậm hực gato ngay lúc ra về con thảo không hẹn mà gặp trang phía cuối hành lang rồi bắt đầu dở trò rõ ràng là huy thích tao trước sao mày lại cướp mất huy của tao con khốn trà xanh hôm nay á, mày sẽ biết tay tao đúng là vừa ăn cướp vừa la làng con thảo xong đến đập nát bó hoa trên tay trang thảo lao vào tát trang một cái rõ đau rồi giật tóc nó huy lúc này chắc đã về trước nên không có mặt để bên bạn gái được còn mấy đứa chúng tôi dù biết rõ là con thảo sai lè lè cũng không có dám căng ngăn vì nó là con cô hiệu phó chẳng may động tay vào nó lại rước họa vào thân có mấy đứa chạy nhanh đi gọi thầy giám thị nhưng khi thầy đến thì thiệt đã tàn nhìn bộ dạng tan tác của trang kèm theo lời tố cáo của vô số nhân chứng thì thầy giám thị phải biết chắc ai là người gây chuyện ấy thế mà thầy bảo tạm thời chưa có bằng chứng để thầy về check lại camera mấy hôm sau nhà trường bảo camera hôm đó tự nhiên bị hỏng không quay lại được gì cả Nhà trường cho hai đứa làm hòa, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cả lớp ấm ức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì. Cứ thế cũng hết năm lớp 10 với khá nhiều drama trong lớp, chỉ riêng con Thảo đã đóng góp hơn một nửa. Cứ tưởng lớp tôi phải chịu đựng con Thảo thêm 2 3 năm cấp 3 nữa thì đầu năm lớp 11 nó đi du học, cũng phải thôi, nhà nó giàu mà. Đấy là người ngoài nghĩ thế, chứ lớp tôi thừa biết nó không thể chịu nổi bức tường ngăn cách mà lớp tôi dựng lên với nó, đúng là còn yêu đâu ai rời đi vậy là từ nay lớp tôi có thể yên tâm học hành được rồi dù gì vẫn cảm ơn nó vì đã cho lớp có cơ hội được biết thêm nhiều hương vị cuộc sống chị chị em em cây cà lem của chị cũng là của em luôn gửi ngân nhỏ em họ thân thiết của chị ngày xưa nhà em ở cạnh nhà chị lại còn là em họ nên chị hết lòng yêu thương em thế nào em có nhớ không chị giúp đỡ em biết bao nhiêu lần ngay cả đến khi chị đi lấy chồng rồi Vậy là chị còn cho em mượn tiền Mua luôn một căn sát bên nhà vợ chồng chị Chị em hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau Em ngã thì chị nâng Vậy mà chị đi công tác Thì em chăm luôn chồng của chị Chị đã nghi ngờ em từ lâu Một tuần 7 ngày Hết 5 ngày em qua ăn trực nhà chị Mà từ hè sang đông Mùa nóng cũng như mùa lạnh Em đều ăn mặc thiếu vải hớ hên Ngồi uống éo trước mặt chồng chị Chị có ở nhà thì không sao Chứ chị mà đi vắng một phát Thì đèn nhà em lại hỏng lại cần chồng chị sang sửa giúp ôi nếu em đã thích thì chị đành xem em thành phép thử để thết cái độ chung thủy của chồng chị luôn xem anh ấy có xứng đáng có được chị cả đời hay không kẻ lẳng lơ gặp đứa lăng nhăng mà cả em và gã chồng khốn nạn của chị đều không có ngờ được là chị có lắp camera ẩn ở nhà đúng chứ và hôm đó chị chẳng có đi công tác gì cả mà ngồi sẵn ở quán cà phê gần nhà xem phim con lợn của em và chồng chị đang đóng em vừa nghe tin chị đi công tác qua đêm không về em đã vội vã mặc sẵn áo ngủ qua tìm chồng chị Lão chồng lúc đầu cũng né tránh, xua đuổi em về, nhưng em thì cứ mặc dày muốn ở lại. Lúc đầu, chị cứ ngỡ là chồng chị vượt qua được bài test rồi chứ. Ai có ngờ đâu, chỉ qua vài cái động chạm, mơn trớn, đôi ba câu quyến rũ, chồng chị đã siêu lòng. Em trơ tráo lao tới ôm hôn chồng chị, chồng chị không ngờ ngại mà bế em lên giường luôn. Cam rõ nét bắt trọn từng khoảnh khắc, chị gửi luôn video gốc cho bố mẹ em xem và cả bố mẹ chồng chị. Chưa đầy một giờ sau, bố mẹ chồng chị đã có mặt đầy đủ ở trước cửa nhà. Họ đập cửa in ỏi, nhìn qua camera, chị thấy chồng chị luống cuốn mặc quần áo. Bố mẹ chồng chị cũng có chìa khóa nên vào nhà dễ dàng. Chị thấy em và chồng chị hoảng loạn khi thấy bắt tại trận mà thấy thương. Mẹ chồng chị xưa nay luôn yêu thương chị. Bà làm sao có thể để gia đình này tan nát chỉ vì một đứa con gái lẳng lơ như em được. Bà không chần chừ mà đi đến túm lấy tóc em rồi tấp cho mấy phát. Thôi, chị nghĩ cũng đến lúc hạ màn rồi nên từ quán cà phê trở về. Về đến cửa nhà đã nghe chồng vang xin bố mẹ. Bố ơi, mẹ ơi, con xin mẹ Đừng để chuyện này cho vợ con biết Con trót dại Tất cả Tất cả là do con ả này quyến rũ con Bố chồng còn tác luôn cho gã chồng hèn hạ kia một cú Mày còn bảo bố bao che cho mày à Mày có biết tại sao hôm nay bố mẹ biết mà đến đây không Là do vợ mày gửi video mày đang mèo mã gà đồng cho bố mẹ đấy anh nghe xong thì có vẻ hụt hẫng lắm Ôi anh ơi, sướng con cờ nên mù con mắt Thì còn hụt hẫng gì nữa Mình đi vào nhà, nhẹ nhàng đặt đơn ly hôn đã soạn sẵn lên bàn chồng mình cầm giấy ly hôn mà run run quỳ dưới chân mình ôi em ơi em tha cho anh nhưng lòng mình đã nguội lạnh rồi giờ bằng chứng ngoại tin ranh ranh nhà cửa xe cộ lại đứng tên mình ly hôn thì anh chỉ có nước mất trắng cũng nhẹ nhàng đi đến trước mặt cái ngân và tác cho nó một cú sấp mặt kèm theo một lời đe dọa nhỏ em còn nhớ món tiền để mua nhà mà em mượn chị chứ mau nhanh mà trả cho chị lần đấy chị cho em mượn 5 cây vàng giờ vàng có lên giá thế nào thì cũng phải trả cho chị đủ 5 cây nếu không đừng trách tại sao clip tình tứ của em lại tràn lan trên khắp mạng xã hội. Em méo máu khóc lóc xin chị tha. Nhưng thôi, lòng chị đã nguội lạnh rồi. Mặc cho bố mẹ chồng có khuyên chị hãy cho anh cơ hội. Nhưng chị cho anh cơ hội thì cơ hội nào cho em nữa đây? Chồng chị đó, em thèm thì cứ lấy đi. Gã lăng nhăng và con cắt nết. Đẹp đôi quá còn gì đã nói rồi nghiệp quật không có chừa một ai đấy mày xem cái nhà chồng cũ của mày giờ nát hơn tương bần chưa bọn em ngồi buôn dưa lê bán dưa cà chuyện nhà chồng cũ con bé huệ cổ thân con bé đẹp người đẹp nết vớ với thằng chồng cũ hãm đúng hơn là cả lò nhà nó đều hãm dột từ trên xuống dưới chồng cũ huệ là nghĩa nghĩa tuy nghèo nhưng được cái xấu trai thằng đấy nó ngang nhiên đi cặp bộ trước mặt huệ chúng nó nắng cực đến nỗi mà động thủ ngay trên giường của huệ còn bạn em đi làm về bắt gặp cảnh ấy thì sửng sốt vớ được cái gì thì ném tới tấp cãi nhau ầm ĩ anh điên hả sao anh dám thằng nghĩa tác vợ mày mới là đứa cút khỏi đây đồ gà mái không biết đẻ nuôi tốn cơm tốn gạo hai vợ chồng nó lấy nhau mới được hai năm mà chưa có con mẹ chồng cũ là bà trang đi đồn khắp nơi cho con huệ vô sinh rõ ràng đi khám bệnh viện báo kết quả hoàn toàn bình thường đưa mụ trang xem rồi mà bà ta vẫn đi đồn vậy đó thằng cờ hó ấy lôi huệ ra giữa đường đánh đuổi nó đi bà trang và ông nhân chẳng hề can ngăn còn làm câu gớm có cái gì mà cô sồn sồn lên vậy là tôi bảo chúng nó vào nhà làm đấy có chuyện chiều chồng cũng không xong thật vô dụng nó là đàn ông nó có quyền kể cả nó có ra ngoài ngủ với gái thì cô vẫn là vợ vẫn phải yêu thương nó con bạn em tức đến nỗi mà gan ruột nó lộn tùng vèo quyết định cho thằng nghĩa xôi xéo khỏi cuộc đời luôn sau này vợ chồng Huệ ly dị được mấy tháng thì nghe tin bố mẹ chồng choảng nhau vỡ đầu. Biết tin là mấy đứa bọn em phải hóng liền xem nguyên nhân do đâu. Trời ơi bố chồng cũ con Huệ trưa nào cũng quần áo lụa là thơm phức trời nhà. Một tiếng sau thì về, mẹ thằng Nghĩa thấy nghi nghi. Do hỏi ông chồng thì ông bảo là ông đi đánh cờ. Hôm thì sửa đồ cho bạn. Bà Trang đi trình mấy lần không bắt được, đang định bỏ cuộc. Thì thấy chồng sờ vú bà quá ở bụi chuối gần nhà. Hội chị em bạn gì của bà Trang lao vào ướp sọt đôi kia, có bao nhiêu con bướm con chim là mang ra chửi nhau hết, náo động đến mức công an khu vực phải can thiệp, xem lại video được livestream trên top top, còn nghe rõ từng tiếng bạc tai của mẹ chồng cũ cái huệ dành cho tiểu tam mà. Khổ nổi, lên đồn có mỗi hội bà Trang bị xử lý do không có bằng chứng ngoại tình. Bà quá bảo ông nhân nhà bà Trang đang giúp bảy bắt con nhện ở người thôi mà bị hiểu lầm, khiến bảy bị đánh bầm dập. Ông Nhân bên bồ nên vợ phải bỏ tiền ra bồi thường. Bà Trang không ăn ớt nhưng mà vẫn thấy cay. Giờ thì cứ dăm bữa, hai ông bà lại đánh chửi nhau một lần. Hôm nào nhiều sức thì một ngày năm trận chỉ dừng lại khi cổ đã khàn. Sau mỗi lần cãi nhau, ông bố chồng sang ở nhà cô quá. Ông bẩm bà quá không bỏ được, kiếm được đồng nào cúng đồng đó cho bồ. Bà mẹ chồng con Huệ như phát trồ lên chửi bới liên tục lại sang đánh ghen tiếp. Chưa kịp vào cửa thì bà quá đã vác dao ra, lùa tí ngỡm, có giỏi thì nhào vô. Bà đã chém cho không trượt phát nào, một nhát thôi là ăn chuối cả nải, ăn gà nguyên con đấy. Từ đấy bà ta chỉ dám đứng từ sân chửi sang, chứ chả dám bén mảng qua đó nữa. Thêm cả thằng con quý tử nghĩa, tên bố con anh là nhân nghĩa, tên rõ hay, mà trái ngược hoàn toàn với cái tính cách bốc mùi. Bố ngoại tình con khen hay, nhiệt tình ủng hộ bố. Nghĩa bảo mẹ, điện nước của hàng xóm tốt hơn mẹ, mẹ để bố sang đổi mới tí. Ấy vậy mà vẫn bên chồng bên con lắm, ra chợ kể với mấy cô hàng cá, do con đủy kia nó dụ, con Huệ nhắn tin cho mẹ chồng cũ vài lời động viên an ủi là đàn ông, là chồng nên họ có quyền. Chuyện chăn gối mình không làm được thì nhiều người khác. Bà làm gì mà giật mồng lên vậy? Lúc này có lẽ bà mẹ chồng mới sáng mắt ra. Tuy nhiên đã muộn rồi. Con trai yêu của mẹ cùng người chồng thân thương đuổi bà Trang ra khỏi nhà để trước bà quá về làm vợ. Chẳng biết bà mẹ chồng cái Huệ giờ ra sao, chứ lúc bị đuổi không một xu dính túi. Còn chồng cũ với bố chồng phải nuôi con người khác tiền bị bà quá quản nghiêm Gia đình đấy tan tác lắm Đúng là quả táo nhẵn lòng mà Mình là Long năm nay bán ba... rồi Đã có sự nghiệp ổn định Nhưng chưa có gia đình mình muốn đính chính là không phải mình ế chỉ là cái nết còn ham long bông cợt nhã bố mẹ mình lo lắng lắm sợ mình sẽ không lấy được vợ trong khi mình vẫn thấy hết sức bình thường cho đến khi mẹ mình mai mối cho một em như thế này đây nhà mình thì cũng thuộc dạng giàu có mình cũng là người có học thức nên trước giờ không để ý mấy cô được mai mối nhưng qua lời giới thiệu của mẹ mình lại ngờ ngợ thấy quen quen cô bé này đến đoạn mẹ đọc tên là mình nhận ra em rồi mẹ nói câu em này hiền lành mình chỉ phì cười trong mắt mình em hoa của cái mỏ hổn Nhưng cực đáng yêu Tính tình lại khá nghịch ngợm vô tri hết sức Buổi xem mắt đầu tiên đấy Hai bên gia đình sắp xếp cho bọn mình gặp mặt Ở một nhà hàng khá riêng tư và sang trọng Em hoa vẫn như hồi đó Lúc mình tới đã thấy em ngồi chờ sẵn rồi Khiến mình rất vui Trong lòng mình khi ấy khá hồi hộp Không biết em hoa còn nhớ và nhận ra mình không Quá khứ chúng mình cũng từng có vài ba kỷ niệm Cũng được gọi là đẹp mình tới gần, em đang mãi bấm điện thoại nên có vẻ không để ý. Mình vẫn giả bộ như không nhận ra. Hỏi em có phải hoa không? Em ngẩng đầu dậy nhìn mình, mặt có nét bất ngờ. Hay em cũng nhận ra mình nhỉ? Hoa khẽ kêu lên, anh Long. Ôi, hai anh Long thôi mà bao ký ức một thời cấp 3 ùa về các bạn ạ. À. Chả còn tâm trí đâu mà giả vờ giả vịt. Hồi đấy mình học lớp 12 có đăng ký chung với Hoa một lớp tiếng Anh. Sau mấy tháng học mà chúng mình cũng không biết tên nhau. Cho tới hôm thi nghề môn nấu ăn, mình và em thi cùng phòng. Em ngồi ngay bằng bên cạnh. Đen một nỗi mình quên phao lý thuyết nên cứ liên tục dục thằng bên cạnh. Chắc hồi đó em thích mình, thằng kia thì không. Nên cuối cùng người đưa pha cho mình lại là em. Lúc ấy mình chỉ biết ngơ ra, rồi cũng nhận rồi và nói cảm ơn Tưởng mọi chuyện ở đấy là hết rồi Nhưng tự nhiên về sau ở lớp tiếng Anh Chúng mình chả biết cố tình hay cố ý Mà thi thoảng có những hành động nhỏ Chỉ đối phương mới thấy Như là lén lút nhìn nhau đi qua Cứ phải nháy mắt với nhau mới chịu được Mình cũng nghe bạn em đồn tràn em có tình cảm với mình Lúc ấy mình sướng điên lên Nhưng mà cũng làm giá Không từ chối nha Nhưng mà bật đèn xanh bảo em là Có người thích là tốt rồi Em chỉ cười ngượng dễ thương lạ Hôm sau em mua một thanh kẹo nhờ bạn đưa cho mình Mình biết em ngại mà nên là mình cũng feedback với bạn của em rằng kẹo ngon Còn nói người khác tặng chưa chắc ngon đâu Chưa kịp vui mấy giây thì có đứa nào ghen ngăn tức ở đi đồn Mình mang kẹo đi chia cho mấy đứa bạn hết rồi Chứ có ăn éo đâu Rồi từ lần đấy cũng không có cơ hội giải thích cho em Em giận mình, còn mình nó thì cay lớp học thêm tiếng anh cũng kết thúc luôn trong tháng đó nên chẳng thể có cơ hội phân bua dù còn lớp học thêm toán chung em cũng mừng lắm vì cơ hội mở ra thế nhưng khổ thay lúc nào nhỏ bạn thân của em cũng đi kè kè được cả mớ lũ bạn mình trêu ác quá nên em cứ dần thêm xa lánh mình một lần em hỏi mình trực tiếp anh luôn tại sao lại xa lánh em khổ nổi lúc đấy thằng bạn đứng đằng sau nên mình trả lời lạnh lùng lần sau bớt bớt lại em cứ như vậy khiến bạn bè anh cứ trêu anh anh khó chịu lắm Ôi lòng mời, không có cái ngu nào hơn cái ngu này Từ chính lần ấy tới giờ Mình và em chẳng nói chuyện thêm lần nào Có lẽ vì thế mới chạm mặt mình Hoa đơ ra mấy giây Nhưng em vẫn cố bỏ qua để tiếp tục buổi xem mắt Lúc đấy tim mình đập thình thịch trở lại Không ngờ gặp lại trường hợp như này Không biết em có giống mình không Em mở lời bảo rằng Cuộc gặp mặt này cả hai bên đều không mong muốn Nên kết thúc sớm bữa cơm đi Có lẽ ta cũng không cần liên lạc đâu Anh về nói chuyện với hai bác nha có lẽ em vẫn cay vụ tặng kẹo rồi cho nên dù có là người từng thích thì vẫn khó chịu nói xong em đứng dậy định đi về thì mình biết không thể mất cơ hội cuối này một cách đầy tinh tế và ga lăng mình cầm tay em nói rồi bày tỏ anh biết đối phương là ai nên mới tới đây hoa nghe như xác đánh ngang tay mình thấy em đơ cứng người bất động nhìn mình mình tiếp lời thôi thì cũng là mong muốn của bố mẹ thì mình cứ ngồi xuống dùng bữa bình thường suốt bữa ăn hoa chẳng nói gì nhiều nhìn em cảm xúc lẫn lộn lắm mình cũng giải thích và xin lỗi em chuyện năm xưa nhưng em cũng chẳng nói một lời em còn từ chối không cho mình đưa về nhà tưởng mọi chuyện đã toan rồi nhưng mà vài ngày sau mình thấy hoa liên lạc lại em đồng ý hẹn hò mình rồi sau mình nghe mẹ hoa kể em về nói rằng nhà mình ưng em lắm chắc thấy chuyện tình cảm hai đứa đó Trước đó ba chấm quá Nên ông trời mới sắp đặt quả gặp mặt này cũng nên Trúc bỏ được hiểu lầm Chúng mình cũng thoải mái tìm hiểu Và hiện tại cả hai chuẩn bị làm đám cưới tới nơi rồi Vậy nên là sau chuyện này Mong những cặp đôi yêu nhau đừng bỏ lỡ nhau Bởi những hiểu lầm không đáng có nha Em ơi, anh nói nhỏ một cái, anh buông mai thúy, mày cho anh ít đồ hợp dí hộp mệnh để anh buông bay bán đắt coi, gái không bị sợ thì bán anh cái, tiền chỉ là giấy thôi, mày nhớ bỏ hành nha, anh có mệnh hệ gì thì cứ liệu, em 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 cái vòng tay hay là hòn đá nào mua về mà tình cảm gia đình thuận lợi để mà người yêu bỏ vợ rồi hả mấy đứa con gì với chị không em giá nào chị cũng mua em nha em đang làm thủ tục ly hôn chồng cũ có vật phẩm phong thủy nào mua về cái tất cả tài sản về tay em còn con á, thì chồng cũ nuôi được không chị đấy vâng cả nhà ơi nhức đầu thật sự nha đấy là những gì mà em phải đối mặt mỗi ngày khi làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng phong thủy đó ạ à. chào cả nhà em là hà đang là sinh viên năm hai em may mắn tìm được một chân nhân viên bán hàng tại một cửa hàng phong thủy có tiếng nha trộm vía chủ cửa hàng dễ tính công việc cũng thoải mái lương ấm mà hoa hồng cũng cao còn được nghỉ thứ bảy chủ nhật lễ cũng được về quê sớm nữa chứ Hồi nhận công việc này á, em cảm tạ trời đất lắm luôn á, em xinh xắn đáng yêu, nói chuyện cũng khá, cho nên cả lương và cả hoa hồng làm thêm còn cao hơn khối công việc văn phòng làm 8 tiếng đó trời. Nhưng mà làm thời gian đối mặt với 7749 kiếp nạn, em chợt hiểu tại sao lương cao như vậy. Vâng, hồi em mới làm được đâu có hơn tuần á, Em thấy một anh trai ngầu lắm quý vị, cả người ta nó rồng bay phượng múa. Em nhìn là em biết, mấy anh rồng phượng này, bố mẹ không tin, vợ con không tin. Nhưng thần Phật thì các anh tin lắm. Em đã chuẩn bị nhẩm bài để bán hàng cho anh rồi. Anh vừa vô nha, ghé tay em thì thầm chứ. Em ơi, anh nói nhỏ một cái. Anh buông mai túy á, để mày cho anh ít đồ hợp với hợp mệnh để anh buông buôn mai bán đắt coi. Gái không bị sợ thì bán cho anh cái, tiền là giấy thôi. Nhớ bảo hành nha, anh có mệnh hệ gì đó, thì cứ liệu à dạ dạ ngày tháng năm sinh của anh như nào để em xem cho ạ Đấy, mình lắp bắp lắp bắp nhưng mà chưa hết câu thì thấy bác bảo vệ trong xe ở cửa lao vào nhanh như chớp, đút ngay chiếc vòng bạc số 8 tặng anh, mình ngơ ngác bật ngửa, anh cũng ngơ ngác theo. 5 phút sau các chú vào bế anh trai xăm trổ ấy đi. Ôi <laughs> bác bảo vệ ngày nào cũng dắt xe giúp mình, kể chuyện giờ bác ở quê ốm, con trai học đại học không có tiền, làm bảo vệ xong bác phải đi bốc giác mà ta. Bảo sao bác nghèo mà sáng nào bác cũng mua xôi với mì cho mình trơn, ra là bác có nghèo gì đâu. Đấy đấy mọi người, tao nói sao cuối sốc đó thì quán chưa tìm được bảo vệ thay thế luôn Mỗi tháng mình được trả thêm một củ trách nhiệm để mà trong xe Đúng là trong cái rủi có cái may ha Đấy, mà chưa xong, chưa xong Dạo này mùa cưới mùa đẻ nè, cũng là mùa tiểu tam lên ngôi rồi đó Tao nói các chị chính thất đẻ, các em tiểu tam đứng ngồi không yên Cho nên shop mình thường xuyên nhận được những câu hỏi như vậy nè Em ơi, có cái vòng hay là đòn đá nào mua về tình cảm gia đình thuận lợi Để người yêu của em bỏ vợ và mấy đứa con về với chị không em Giá nào chị cũng mua em nha Vậy, chị ơi bán đồ phong thủy chứ có bán đủ phép yêu đâu trời ơi trời Chị chủ mình dặn chứ, những trường hợp như này thì cứ bán mấy vật phẩm cầu bình an Mong lúc bị quánh ghen, mũi khách không bị gãy, chân tay vinh làng lặng là được rồi Chủ mình bảo, đối tượng nào cũng bán em ơi, mình kinh doanh chứ có đâu mà rau, rau giảng đạo đức em ơi Đấy, xong hết tiểu tam thì đến chính thức Hôm trước có chị gái đến hỏi mình như này Chị ơi, em đang làm thủ tục ly hôn chồng cũ có dược phẩm phong thủy nào mua về cái tất cả tài sản về tay em còn con thì chồng cũ nuôi được không ạ à? mình vân vân dạ dạ mà sản phẩm chị ấy muốn phải đặt trước chị thanh toán xong xuôi hẹn sang tuần qua lấy mình chờ mãi không thấy đâu luôn hai tháng sau chị quay lại đòi đổi vòng xong nước mắt ngắn dài chứ chị chưa kịp lấy đồ thì thằng chồng chị nó bắt được người yêu chị nên bây giờ em đổi cho chị cái vòng cổ nha chứ tay chị như này thì đeo kiểu gì em chỉ nói rồi giơ cái tay bị bó bột lên đó mọi người Hồi ơi không biết nói làm sao luôn á mấy má Mà vị khách kinh khủng nhất mình từng tiếp là vợ của người yêu mình ạ à. Mình xong xuôi đi sẽ kể tiếp cho mọi người nghe phần 2 nha Bye Rồi tôi mở choàng mắt định tìm xem cô người tình của mình đâu Thì giật nảy người khi thấy một bóng người ngồi như tượng đá ở cạnh giường Chuyện là tối hôm đó có men rượu ở trong người, nhớ đến vì cô bộ trẻ quyến rũ và bạo dạn, người tôi thì lại càng thêm hào hứng nghĩ là làm tôi lập tức gọi điện cho mai báo rằng á, quá say không thể nào về được xin phép em nào cho ngủ ở nhà cậu bạn thân sau đó gọi điện nhờ cậu bạn diễn hộ với kịch là khiến mai tinh sái cổ mà gật đầu đồng ý tôi vui như mở cờ trong bụng á lập tức gọi điện báo với vi chuẩn bị điện nước đầy đủ tôi sẽ đến ngay lập tức nghe tiếng cô nàng ngọt ngào nũng nịu qua điện thoại người tôi cứ nóng rực cả lên luôn đến trước cửa nhà vi tôi có sẵn chìa khóa mà cho nên cứ thế lấy ra mở cửa mà nhà hôm nay lạ lắm nha tối ôm và tỉnh mệt không mới giống với tính cách sợ tối của cô bụi trẻ tí nào rõ ràng tôi đã dặn trước vi là phải đón tiếp mình thì là nồng nhiệt cơ mà hay muốn tạo khung cảnh tối tăm để tăng phần kích thích ê ta Nghĩ vậy, tôi chẳng thèm bật điện mà mò mẫm đi thẳng vào phòng ngủ luôn. Ánh sáng lờ mờ hắt ra ma mị, khiến tôi hứng càng hứng hơn. Tôi thấy rõ Vi đang nằm trên giường, đôi chân dài trắng nõn lộ ra dưới lớp váy ngủ, khiến tôi không thể nào kiềm chế được nữa. Vội vàng cởi đồ, tôi lao thẳng lên giường khóa chặt Vi trong lòng. Sao màn ân ái mặn nồng đến ướt người, mệt quá tôi lăn ra ngủ say nửa đêm khát nước tôi vòng tay ôm vi định bụng là bảo cô ấy đi lấy hồ cốc nước vậy mà cạnh chỗ tôi nằm trống không chẳng có ai hết ủa quái lạ ta mỗi khi vi thích nhất nằm ngủ cạnh tôi mà có những hôm á tôi không ở lại được còn dỗi tôi cả tuần cơ mà vội dậy tìm xem video tôi thất kinh hét lên khi thấy bóng người áo trắng xõa tóc ngồi im lặng ở đầu giường nương theo ánh đèn ngủ mờ mờ tôi ngã lăn ra đất khi nhận ra người đó chính là mai vợ của mình hoảng hốt khiến tôi tỉnh táo hơn nhìn kỹ lại mọi thứ đúng là phòng của tôi rồi lẽ nào chuyện tối qua tôi đi uống rượu rồi về qua đêm cạnh người tình chỉ là một giấc mơ hả trời mà mơ cũng chân thật dữ vậy ta trong lòng tôi khó hiểu vô cùng nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ cười hỏi mai chứ <laughs> sao em không nằm xuống ngủ với anh ngồi vậy ốm đó em hay là bị mất ngủ có cần anh na nắng bớt cho dễ ngủ hơn không? chẳng nói chẳng rằng vợ tôi từ từ quay sang nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi giật thót. vợ tôi từ từ mở điện thoại một giọng nói phát ra khiến tôi càng thêm rùng mình lâu lắm mới được ngủ với em cả đêm thế này anh nhớ em quá đi mất em có nhớ anh không? Sao không nói gì vậy Mỗi lần ở bên mùi vợ già Trong lòng anh chỉ nghĩ đến em thôi Ở ái với cô ta anh như bị tra tấn Cứ phải tưởng tượng để là em thì mới làm được Chờ anh nha Đợi anh lấy thêm tài sản rồi sẽ thẳng tay ly hôn cô ta Cưới em về làm vợ Chúng mình sẽ được hạnh phúc bên nhau Không kẻ nào có thể ngăn cản được nữa Vâng, người thốt ra những lời lẽ thất đức đó chính là tôi. Vậy là đêm qua tôi đã theo bản năng về chính nhà mình, nhưng vì quá say cho nên tưởng nhầm thành là người tình. Nguyên nhân rất đơn giản, người tình của tôi thuê ở căn hộ ngay sát vách, chính là hàng xóm của vợ chồng tôi. Khi xưa tôi cưới Mai, bố mẹ cho chúng tôi căn hộ của Vi ở bây giờ, mà vì có con... Cần không gian rộng hơn cho nên chúng tôi chuyển qua căn bên cạnh, còn căn cũ thì bỏ không. Tôi nói với Mai, đem cho thuê, thực chất là gài người tình vào để mà tiện ôm ấp. Mai là người phụ nữ khéo léo, chiều chồng, gia đình rất có điều kiện. Bản thân Mai là trụ cột chính trong gia đình tôi. Chúng tôi đã có với nhau hai cô con gái. Mà vốn dĩ cuộc hôn nhân này xuất phát từ lợi ích, cho nên tôi không thể nào đòi hỏi tôi phải chung thủy duy nhất với mình Mai được. Vì tình trẻ của tôi là sinh viên mới ra trường, ngon và ngọt nước lắm. Chúng tôi qua lại được chừng hơn năm rồi. Tuy đã hứa sẽ bỏ vợ lấy Vi, nhưng nói thiệt, á, gái gú là phụ du thôi. Nằm cạnh Vi, nhưng mà tôi vẫn ý thức được mình đã có vợ mà vì đến với tôi như một làn gió mới, giải quay cho những ngày tháng căng thẳng. còn bảo tôi là bỏ vợ theo gái thì không nha. Thằng này chưa có ngu, vợ đẹp con khôn, tiền tài bất tận, giải gì mà từ bỏ. Vậy là tôi và Vi lén lút qua lại với nhau, tranh thủ ba chục phút 30 tiếng rồi lại về ngay. ở nhà tôi, tôi vẫn là một người chồng mẫu mực. còn ra ngoài thế nào thì chỉ bản thân tôi biết. vì mà đúng một lần say rượu đi nhầm nhà, mọi tính toán của tôi đổ bể hết sạch. Lúc gọi điện cho Vi tôi vẫn khá tỉnh Ai ngờ đến nơi rượu mới ngắm Tắt đoạn ghi âm đi Mai cười nhẹ Thẳng thừng ném đơn ly hôn vào mặt tôi Tuyên bố không bao giờ tha thứ cho kẻ bồi bạc giả tạo như tôi Tôi biết bản thân tôi sai Mặc dù ngoại tình đã lâu Mà đây mới là lần đầu tiên tôi để lộ chuyện này Việc gì Mai phải cư xử tuyệt tình như vậy chứ Chúng tôi còn có hai con nhỏ chẳng lẽ em đành lòng để con không cha hay sao? tôi thành khẩn xin lỗi mai, hứa không tái phạm. nhưng mai cứ lạnh như tiền, không biểu cảm cũng không đáp trả. trước mặt tôi, mai cắn răng gọi điện chia tay Vi, bật cá loa ngoài cho em nghe, nhưng mà đến nửa câu cũng không thèm nói. tôi chẳng biết phải chiều em kiểu gì nữa. đấy, không hiểu nổi là em khiến tôi rối bời muốn phát điên lên được tôi rất cần em và hai con bao nhiêu tài sản em hứa cho tôi em cũng chưa sang tên mười năm hôn nhân không phải ít giờ đây em nói ly hôn là tôi phải ly hôn hay sao em đòi mang cả con và toàn bộ tài sản rời đi như còn tôi tôi được gì sau cuộc hôn nhân này cơ chứ cứ nghĩ em là một người học thức và biết điều không ngờ em lại ích kỷ nóng nổi và gàn dở như thế chỉ cần bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau có gì mà ông giải quyết được em dứt tình như này hẳn đằng sau còn một âm mưu khác tôi chưa muốn ly hôn cũng không muốn trắng tay rời đi đâu nhưng nếu em cứ nhất định đòi bỏ tôi về tài sản liệu tôi có được chia gì không thật không ngờ đàn bà khi hết yêu lại máu lạnh vô tình như thế nếu như không có ngày hôm nay chắc chắn tôi không thể nào thấy được bộ mặt thật của em quá đáng sợ và quá thất vọng Thiệt nha, thằng Dinh này hơn ba chục năm rồi, chưa có một mối tình giác dai. Ấy vậy mà ngày em Hoa đến bên đời mình á, mang cho mình biết bao nhiêu hương vị của tình yêu. Nhưng mà không hẳn là hương vị ngọt ngào của tình yêu đâu, cũng là hương, nhưng mà nó lạ lắm mọi người ơi. Yêu nhau cũng gần ba năm trời, mình và Hoa cũng định tiến tới hôn nhân, để hai gia đình hai bên á, có cháu ảm bộng. Mà mình thì kỹ tính, muốn sống thử để mà xem cả hai có hòa hợp với nhau hay không. Nghe thì có vẻ như là mình không tin Hoa, nhưng thật sự á, là mình phải tự cảm ơn mình vì sống trong chăn mới biết Chẳng có rận nha mọi người Sống chung mới biết Không phải ai tên Hoa thì cũng đẹp người Mà đẹp lẫn nết đâu Em Hoa của mình xinh thì cũng xinh thị Ba vòng chuẩn chỉnh 90-60-90 Gương mặt baby xinh xắn Nhưng thật sự thì mình không chịu nổi cái tính tình Và cái ngữ sống của em ấy được nữa rồi mình đâu ngờ rằng á, người con gái mỗi khi gặp mình đều thơm phức từ đầu tới chân lại có cái tật không tắm và bắt mình là phải hửi nách của cô ấy. Hóa ra là không tắm cho nên mới xịt nước hoa nhiều dữ vậy. Chắc tiền nước hoa của mấy còn nhiều hơn cả tiền sữa tắm nữa đó nha. Mình thì vốn tính sạch sẽ cho nên á rất khi là khó chịu bị em bắt mình hửi nách. Em ấy bảo là anh không biết gì hết á, hửi nách là minh chứng cho một tình yêu trường tồn và dĩnh cửu, chỉ những người yêu nhau thực sự mới không ngại mùi cơ thể của nhau. Anh không yêu em thật lòng hả? Em giỏi đó mình vội đáp lại chứ trời đất ơi nhưng mà em ơi em không tắm một tuần rồi đó sao lại bắt anh ngửi thì em xin nước hoa rồi và anh hửi nha trời ơi không biết em ấy lấy đâu ra cái thú tính kỳ lạ vậy luôn á mình thì cũng cắn răng làm theo yêu cầu vì chỉ nghĩ là em đùa vui thôi nhưng càng ngày thật sự là lại máy ở bẩn và có nhiều tật xấu rất cạn lời luôn đây, hửi nách thôi chưa đủ nha Có hôm á, mình còn thấy em ấy lấy nước giặt đồ á để mà gội đầu nữa Trời 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 trời, không biết công thức bí truyền này là cái gì á Mà mình thấy cảnh đó mình muốn nổi gai ốc luôn nha Không thể chịu được cái cảnh là ở dơ này của em luôn Mình liền bảo chứ Nè Hoa ơi, sao em lại lấy nước giặt đồ để mà gội đầu vậy Nước bẩn đục ngầu như nước cống vậy mà em dám gội đầu thiệt á, hả có sao đâu anh, nước giặt đồ cũng là nước thôi mà Em giặt đồ xong thì lấy nước này để gội luôn cho tiết kiệm á Trời ơi trời, cạn lời lần hai Hèn gì mỗi lần hoa gọi đầu xong Là mình lại nghe một cái mùi thum thẩm khắp cái nhà Mà không biết từ đâu ra Bây giờ mình mới biết đó là do cái công thức gọi đầu độc lạ Bình dương của em đó trời Vì yêu cho nên mình cũng thôi ok Ráng chịu đựng được Vì thấy cô không đến nỗi quá đáng mà đến gần ngày cưới rồi Mình mới thực sự là bùng nổ Vì không thể nào chịu đựng được nữa Hôm ấy đang ngồi ăn cơm cùng nhau nha Bỗng nhiên em ấy phát nôn rồi bảo chứ anh ơi, em thấy hơi khó chịu á. Anh ăn giúp em chỗ này, em, em mới ô nôn ra nha. Cái gì? Em nói gì? N nó tẹo le rồi bắt anh ăn lại hả? Biết mất vệ sinh lắm không? Ý là nói em ở dơ hả? Em lỡ nôn ra, anh nhai để không bỏ uổng thôi. Mình nấu cháo lưỡi được thì đống này có lạ gì đâu. Mà em ơi, hai cái này nó khác nhau lắm mà em. Nấu cháo lưỡi là mình giao lưu tí thôi. Còn cái này em nhai như vậy rồi sao anh dám ăn? Mình sùng quá, quát cho anh mấy trận cứ nghĩ là em ấy sẽ lại mít ướt mày nheo như mọi khi nhưng đâu có ngờ em ấy lật bàn lật ghế làm trận làm thượng bây giờ muốn cái gì hàng chó mày chơi tao đã rồi sắp đến ngày cưới mày chê tao này nọ hả vậy trời đất ơi mình sốc toàn tập mọi người con nhỏ này không chỉ ở dơ mà còn mỏ hổn nữa em ở dơ quá ai mà chịu nổi hả hoa mình vẫn cố hết sức bình tĩnh còn hoa thì la lối um sùm đập phá đồ đạc đập đến nỗi nhà mình chẳng còn gì để đập luôn em ấy la lên như một con điên đang cơn cơn sản không được thì biến đi rồi hùng hổ bước đi luôn. Kể từ đó, mình không còn liên lạc gì với máy nữa. Dù mình rất là yêu hoa, nhưng thật sự, ở dơ quá ai chịu nổi hả mọi người? Ở dơ chút chút thì còn chịu được, chứ cái ngữ này cả đời sẽ mà ở nổi má. Hẹn hò với mình tươm tất bao nhiêu, đằng sau đó là những tật xấu kinh vậy. Ai chịu nổi? Đúng là đừng trong mặt mà bắt hình dòng. Bài học nhớ đời đó mọi người.